Hi, xin chào mọi người. Gội đầu là một cách để chúng ta thư giãn hơn. Và hôm nay Lyna sẽ lên một video là gội đầu massage về cổ truyền. Các bạn hãy cùng trải nghiệm với Lyna nhé. Ok.
vàng không con? Không. Thank you.
mình nhìn được không? Đã không? Nha. Tôi ấn tay con này, cái xoay này, được không? Đây là xoay.